Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nay mình lên sóng cho anh em một con máy cưa tay cụt bé tốt nhất nhì thế giới nhá. Nặng thì trọng lượng của nó tầm 2,5 cân, đầu máy không á, trọng lượng khô á. Hãng của nó là hãng Makita sản xuất, mã là ME230T. Hàng này thì có trợ lực nhé, có trợ lực thắng xích có luôn, với bộ xăng phụ, le tự động, nói chung là full chức năng. Máy cưa mini trong gia đình, nhẹ nhàng nhỏ gọn, máy khá là đẹp nhé, rất là mới. Làm đặc biệt là làm này là Latin, làm điêu khắc, đầu rất là nhỏ luôn. Nó dùng thì được xích chuột 1/4 này, với lại xích mini chung chân 91. Đó, nhưng nó hợp với xích 1/4 hơn, nó ôm đều hơn, bo cạnh đều hơn, Latin khá là dày này. Đó, đẹp, làm zin theo máy luôn nhé, ốc này, như mới luôn, máy rất là ok chất lượng. Đẹp. XLM 23cc, nhẹ nhàng nhỏ gọn, dành cho các chú nào lớn tuổi mà muốn dùng con máy nhẹ nhàng nhỏ gọn thì chú Quốc con này khá ok luôn. Máy cam kết nguyên zin mới, con này mới tới 90% lần này, nó có cái số seri của máy hay. Để trên hộp giặt này nó có mã 86110033 ha. Đó, máy rất là đẹp nhá, anh em nào bồ kết thì liên hệ Zalo mình là 0974644973. Máy thì được tặng kèm 5 món phụ kiện đi theo kèm anh em nhé, bao làm rũ buji tiếp mở nha anh em, về anh em về chỉ việc xài thôi. Giá con này là 2.500.000 đồng nhé. Anh em cầu kết thì liên hệ trực tiếp em nhé. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.